Thì hôm nay Thắng Miền Tây tiếp tục lại làm phần 2 cho biết cái chú Sơn Thương do đi kiếm lương mưu sinh hàng ngày thì có nuôi một đứa con cũng đang cũng như là bị tật nguyền đó quý vị, với một bà vợ thôi. Hiện tại là chú Thương ở cũng là trụ cột trong gia đình, không may chú cũng không biết lý do gì mà chết tại ở mất tại con kênh luôn, tay còn cầm xà beng nữa. Thì anh em cũng tá hỏa đi kiếm thì cũng gặp cũng 9 giờ sáng. Thì hôm nay Thắng Miền Tây lại tới đây cũng chia sớt ngọt bùi của một anh cho Thắng Miền Tây đại diện cho nó đi tới đâu mà gặp cái cảnh khổ thì chích số tiền của anh ra để cũng như là làm của ít lòng nhiều, trao đến tận tay của những người khổ ha, những người neo đơn và già neo đơn và các cái hoàn cảnh khác. Thì hiện tại nghe nói là tới ba ô Quỳnh đó bọn ơi, anh gắn dắt mình lại nữa anh chủ quán. Nghe nói là bữa thứ sáu mới là bắt đầu đem ra quả tán. Ở thứ năm là vua tao quạt nè đấy bọn. Chính là thứ năm đứng là vua tao buồn mum. Lộ mới. Dịch nửng đó. Vậy là bữa thứ năm thì cũng đem chú ra tại chùa Lộ Mới để quả tán nha. Thì Thắng lại tới đây cũng thành thật chia buồn cùng với gia đình. Thì hiện tại giờ cũng đang chuẩn bị làm lám cho chú đây.
Đây thì vợ chú nè quý vị, nãy cũng như mình cũng có phỏng vấn lúc mà chỗ chú mất đó. Đó thì bà ở đây bà cũng đang làm đám ha. Đó, thật là đau lòng, rất xúc động trước hoàn cảnh như thế này. Thì đây cũng làm đám cho chú ha quý vị. Đó, gia đình gia cảnh cũng rất là khó khăn. Đây quý vị, mình chia sẻ ngọt bùi với những hoàn cảnh như vậy. Đó, hiện tại chú cũng có nuôi một đứa con là cũng bị nói là không có đi đâu làm gì ăn gì được hết trơn quý vị. Để mời quý vị ra phía sau cùng Thắng miền Tây ha. Rồi sau đó mình cũng sẽ trao một số tiền nho nhỏ của một anh giấu tên để cho mình kinh phí mình đi lại giúp những hoàn cảnh khó khăn. Đó. Đi ra sao quan trọng. Đây thì nhà chú đây thì mấy cô bác hàng xóm lại cũng tiếp người tay chân để làm đám cho chú ha. Nè nè coi coi nhé. À tón á. Dạ. Dạ. Con thì bệnh 3 4 tí không. Dạ, con chú một người bệnh hả? 4 năm nó đi không nổi đó nguyên chỗ. À rồi cho ở cái nhà trời riêng luôn. À. Đây bây giờ à, chú biết nói chuyện không? Anh biết nói chuyện không nha? Biết. Dạ. Là con của chú. À, con thứ hai của chú đây, chú Mark đây. À. Anh biết năm nay cho mình nhiêu tuổi chưa? Không anh. Sinh năm 1977. À, 77 là hình như là nó 46 tuổi ha, 46 tuổi à. 46 tuổi năm nay rồi anh không có lao động gì được sao? Không, 3 năm nay rồi. Là lý do hồi đó mình sao mà bệnh hay là mình bệnh từ trong bụng mẹ? Không, mới phát hiện bệnh 3 năm nay. Dạ. Và mình có đi khám đi gì không anh? Có đi khám một lần thì nói bị bệnh gan. Dạ. Bệnh gan rồi về uống thuốc uống hoài uống chứ không có tiền mua. Dạ. Thì cũng như là trong gia đình chỉ có còn có một người nhà chú là như cha của anh đó ha. Thì một người lao động chính thôi. Đúng rồi. À. Thì thường thường chú làm cái nghề gì ha anh? Ổng tới vụ thì ổng đi dậm, hết vụ là ổng đi bắt lương. Dạ. Rồi nuôi hết cả gia đình. Nuôi hết cả gia đình luôn. Dạ, hiện tại gia đình mình còn mấy người hả anh? Hiện tại giờ còn nguyên ổng còn hồi ổng còn sống còn 5 người. Dạ. Rồi hiện tại giờ? Hiện tại giờ còn 4 người. Dạ, còn 4 còn, người. Còn tôi với bà, rồi hai đứa cháu. Dạ. Cháu này ngồi xíu. Dạ, tội nghiệp quá trời luôn, quý vị. Đó thì anh thì cũng bệnh như vậy đó, gung như vậy làm ăn gì được đâu quý vị. Đó nhờ chú thì có một tay chăm sóc cả nhà luôn. Cũng nhờ bắt lương bắt gì này kia. Dạ. Bán đổi mưu sinh vậy đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Ông đi bắt hên cũng hên xui, bữa nào ông hên thì được bán 70-80%. Dạ. Nhầm khi ông có. Không có luôn. Dạ. Xẹp lép thấy ông về là cũng tội nghiệp không có. Dạ. Ông đi hơi buồn không có, khi nào ông có. Dạ. Ông đi hơi vui lắm, thấy vui, thấy mừng. Dạ. Rồi đi là chị qua là đi mất một ngày luôn mà, nhưng mà gia đình mình không có đi kiếm sao? Có, cũng mấy đứa cháu đi kiếm mà không thấy. Dạ. Mỗi lần ông đi khoảng 2 giờ là ông về rồi. Tới chừng hôm qua là ông đi người tới tối. Dạ. Phát hiện gần tới tối gần 4 giờ mấy gần 5 giờ rồi mấy đứa cháu đi kiếm. Dạ. Kiếm người không thấy. Rồi quay về chiều xế tối quay về. Tối đi kiếm nữa, ăn cơm xong rồi đi kiếm nữa. Dạ. Vậy rồi mới gặp ổng. Vậy thôi. Dạ. Vậy là hồi xưa tới giờ anh cũng không có vợ con vậy luôn ha? Bỏ, vợ. Bỏ. Ờ, vợ bỏ rồi lúc đó là anh có đứa con nào không? Hai đứa con ở giờ ở bên vợ không? Dạ. Hai đứa con, thằng lớn thì 13 tuổi, thằng nhỏ thì 10 tuổi. À, cũng thỉnh thoảng có về thăm anh không anh? Không, bên kia cắt đứt dây chuông luôn rồi. Ờ. Thăm đâu. Quá trời á.
dù sao cũng có cái toàn còn cái tình máu mủ ruột mềm tình cha con ha. Mà kẹt bên lên bên vợ cắt đứt dây chuông luôn. Dạ. Hồi vợ nó có chồng chồng hai ba đời vợ tôi không biết cũng nghe đồn đồn vậy. Dạ. Chắc tiếng đồn lập hải rồi. Dạ. Không lẽ ta đồn là bậy. Không mà bên vợ anh cũng gần đây không hả ở xứ nào? Học đó. Dạ. Đứng đều nữa. Dạ. Rồi, cộng đồng hay nó. Dạ. Cũng gần đây thôi ha. Đi khoảng 500 mét. Dạ. Thôi để em đi vô trong quay mấy bà tiếp để làm đám cho chú ha. Dạ dạ. Rồi, anh đúng. Cũng gắng cố gắng giữ gìn sức khỏe đi. Bây giờ chú cũng đã ra đi vĩnh viễn, không có còn gặp chú lần thứ hai nữa đâu. Hiện tại giờ thì gia đình trong nhà chắc vào bà kiểm bà đó. Còn lại thì gắng cố gắng đi. Thì mong rằng là đưa cái clip này cũng cô chú Mạnh Thường Quân, tất cả anh em trong nước và ngoài nước thấy thì có mình có đủ duyên đủ phước thì cô chú lại sẽ giúp đỡ cho mình, có phần nào thì đỡ phần đó ha anh. Được gì tôi cũng rất mừng. Dạ. Cho mấy anh giúp đỡ rất mừng, hết lớn mừng hết lớn. Dạ. Đó thì anh cà gung vậy đó quý vị, thì đâu có mần ăn gì được đâu. 40 mấy tuổi đầu, 46 tuổi rồi đó quý vị. Đó thì cũng bệnh vậy đó, ngã bệnh là anh không có làm ăn gì được hết trơn. Bây giờ cha thì trụ cột trong gia đình thì đã mất nữa. Thật là đau lòng, thật là chia buồn cùng gia đình anh. Thôi em vô trong coi mấy bài tiếp làm ha. Rồi. Dạ. Dạ. Đây thì mình cũng đã tới gia đình. Đó, mình cũng đã tới gia đình chú ha. Đó thì ở đây thì cũng chuẩn bị ha. Đây người ta cho gạo nè quý vị đó. Người ta cũng như là chia sẻ trong xóm, tình làng nghĩa xóm vậy đó quý vị. Đó thì mỗi người đóng góp một chút vậy để làm đám cho chú thôi. Nghe nói là bữa thứ năm mới đem ra hả chị? Năm. Dạ, ngay bữa thứ năm, bữa nay thứ mấy rồi ha? Ba. Bữa nay thứ ba, là thứ tư, thứ năm. Thứ năm đem ra đó quý vị. Thì cũng rất là chia buồn cùng gia đình luôn. Đó thì mấy chị ở trong xóm thì lại tiếc người ta chân. Số gạo này do người ta đóng góp phải gì chị? Ta cho hộ nghèo á. Ta cho hộ nghèo á ha. Dạ. 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 Vậy là mình góp là 1.000 ký, 2 ký tùy theo cái lòng hảo tâm của mọi người ha. Dạ dạ. Thì chút nữa con cũng không có của ít lòng nhiều, con cũng cúng cỡ khoảng 1 triệu thôi để cho mua cái này mua cái kia để làm đám cho chú thôi chứ không có được nhiều. Dạ dạ, cái này của ít lòng nhiều mà mình cũng không ấy, tại dạ chích ra một phần để cho chú lo cái cũng đỡ. Dạ dạ dạ. Dạ. Ý là ở phải cà cua anh Tàu ơi. Ừ. Tàu ơi. Con sẽ bệnh đó nghe. Thì đang ấy mơ một là hoài hả? Mơ một là đang sạch luôn. Nhưng mà là quên có sạch đó. Là ý này là cháu ruột của chú đó đó quý vị. Cháu ruột ở Ở Trà Cuông rồi lại nè quý vị. Đó. Đất ruộng ông nhà thì không có gì đâu quý vị ơi, đó cũng chống xước hột xào thôi. Đó. Thôi mời quý vị cùng ra trước ha. Đây thì cũng gắng làm đám cho chú thôi chứ biết sao giờ. Dạ. Thì cuộc đời mà quý vị rất là ngắn ngủi, trời kêu ai nấy dạ thôi. Chứ thật tình ra là Thắng cũng thấy khổ vậy, mình cầm không có được nước mắt quý vị. Mỗi hoàn cảnh mỗi khác nhau, mỗi cái nghiệp, mỗi con người. Thì mong mọi người cũng hiểu ha. Đó. Dạ. Vậy là mình định là thứ năm đem ra cỡ khoảng mấy giờ hả anh? 8 giờ. 8 giờ sáng ha. 8 giờ sáng.
À, bữa nay thứ ba, thứ năm cũng đem lại chùa chỗ lộ mới á quý vị, quả táng ha chú ha. Ở hiện nay mình cũng chưa có hình chú để trên băng thờ, để trên chỗ ha cái. Dạ. Dạ dạ. Ba. Đây quý vị thì đây cũng đã chú cũng nằm vĩnh viễn ở đây rồi, rất là chia buồn cùng gia đình. Đây quý vị. Đây bật với anh chị em rồi cũng làm một mâm cúng ha. Để tối nay chắc có thể là sư lại tụng kinh. Nó thì ở đây ấp ấp gì ha chú? Ấp kia lập A. Dạ. Ấp kia lập A xã Lâm Tân. Dạ. Viện anh chị. Dạ. Đó, chính tại không mua cầm mẫu hay tích má. Có khi nhiều khi bà con cô bác ta muốn lại giúp đỡ, ta không biết địa chỉ sao mà giúp đỡ. Đây là vợ của chú nè. Đó. Rồi chú mất gì rồi bà làm gì sống bà? Không biết mừng gì sống. Nhà đại con cháu nó gửi chút gì ăn. Nhà bà tổng cộng mấy người con? 5 người. Nhà hiện tại giờ ở đâu hết rồi bà hả bà? Mừng hết trơn mới lợi 2 bà nữa. Bây giờ nghe tin về đứa lợi, đứa chưa lợi nữa đó. Nhà chưa có tiền lợi nữa. Chưa có tiền lợi luôn. Nhỏ thứ năm chưa có lợi. Bị năm nay là rất là khổ luôn á. Năm nay á, ở Bình Dương cũng về rất là sớm. Năm nay ăn Tết sớm luôn. Đó. Ê, thế là gì á? Nuôi một đứa học lớp 9, một đứa học lớp 7 á. Dạ. Con cháu à. Bắt lương vậy à. Lo cho con cháu ăn học. Dạ. Đây quý vị, toàn cảnh chỗ nơi chú đây. Đó, thấy đứa cụ không quý vị, thì cũng ở đây cũng nông thôn thôi quý vị, vùng nông thôn ha. Đó thì chú đi rất là xa để kiếm lương, không ngờ mà chú ra đi mãi mãi không có quay về. Thì cái gia đình thì có chú là một người trụ cột thôi quý vị. Đó. Thật ra thì Thắng miền Tây thấy không cầm được nước mắt trong cái hoàn cảnh như thế này. Đó thì cũng nhờ tình làng nghĩa xóm đóng góp mỗi người một ít để cho làm lám cho chú thôi. Chị mua cái gì vậy chơi? Bóng đèn. Mua để gắn ở trong nhà rồi đó ha. Đó quý vị, thì tình làng nghĩa xóm thôi, ai có bao nhiêu thì đóng góp nhiêu, như gạo cái này cái kia thôi. Còn Thắng miền Tây lại cũng có của ít lòng nhiều của một anh, đó là cho Thắng miền Tây có chi phí để đi, kinh phí để đi tiếp tục, để thấy hoàn cảnh nào khó thì xuất ra để đỡ phần nào cho gia đình thôi, chứ không có được nhiều quý vị ơi. Đó thì không phải cần làm phước nhiều mới có phước đâu, thì mình thấy khổ thì mình giúp thôi, chứ thật sự không biết nói gì hơn. Đó, quý vị. Đây là toàn cảnh ở đây. Đó, toàn cảnh đám tang của chú. Giờ này cũng chưa có ai hàng xóm đâu, chưa có ai lại hết trơn quý vị. Ai nữa, ta đi có ai đó, có con cháu ta đi làm hết rồi. Rồi chị Bảnh là nhầm sao với chú ha? Là cháu Út. Cháu Út. Là chú Út á. Là của chị Bảnh nó là cháu. Cháu ruột. Cháu ruột luôn. Mà hồi đó tới giờ là chị có từng lại đây lần nào? Trời chưa? Ơi. Mới năm nay ông không có đi qua nhà chị đó. Qua nhà chị là chị cho gạo 10 kg, ông nói ông sống được một tháng. Dạ. Rồi năm nay 2 năm từ dịch tới giờ, giờ ông qua ha. Ông qua ông kiếm đi kiếm ăn ơn đó. Ủa vậy là nhà chị đó không? Kế nhà tôi nè. Kế nhà Thắng. Bởi vậy? Bởi vì tôi mới biết chú đó nãy đó. Tại hai hồi năm dịch tới giờ không có qua nhà cô nữa. Dạ. Cô cái điện thoại hỏi thăm mà ổng hoài, ổng nói ổng đi bắt lương nói con, ổng nói có một con hai con đổi gạo ăn mà. Chứ không có nhiều. Tại sao mà bữa nay phát hiện lại anh thứ ba đi kêu, nói mày không đi ổng chết rồi, ổng chết rồi. Nói vậy tôi đi bao xe lại liền đó, bao xe ôm á. Nghe hay tin là chú thương mắt là chị là chạy lại đi liền luôn. Là chạy lại đi liền luôn á. Rồi ra lại người ta vớt rồi đó. Vớt lại về nhà rồi thấy xanh mặt xanh lè hết rồi.
mà hiện tại thì em thấy trong hoàn cảnh của chú cũng rất khó khăn. Khó khăn lâu rồi chú. Có được địa phương hay là nhà mạnh thường quân hỗ trợ mình cái gì không chứ? Không, không có đâu. Tại vì nhà ổng xa xui quá, người ta không có xuống lợi được á. Nó lợi tới xa quá, không ai giới thiệu quá. Con cháu đi làm hết vậy đó. Gửi thì ổng có ăn, không gửi thì không có gì đó. Ủa hiện tại cái nhà này là anh ở đây hả? Vâng. Anh ở nhà sao á, cái này có nuôi chuồng gà. Chuồng gà ha. Ừ. Nhà thật sự cũng rất là khó khăn đó chị. Dạ, nhà bình thường là mình ở phía sau. Rồi chú đi làm về là mua đồ ăn chung cho cả gia đình luôn. Đúng rồi, mua đồ ăn chung cả gia đình luôn. Được bắt quan tâm không có cách nào á. Anh cũng bệnh mà mình đi nổi gì anh? Đi giữa nổi vịnh. Mà tự nhiên cái anh ngã bệnh như vậy luôn. Ừ. Đó. Không biết lý do luôn. Đi bệnh viện khám mà nó nói bị sơ gan, bệnh gan gì đó. Dạ, lúc trước là mình cũng lao động để mình lo cho chị. Trời ơi, vác bao lúa, vác đi ghe lúa. Ăn đầu tấn. Hồi đó một tấn chia nhau được người 40. Vác đầu tấn. Trên cẳng này đi là chỉ dựa thôi chứ không. Đúng rồi, đi dựa. Đi dựa chứ không có đi thả tấn. Đi là dòm thấy sâu mị mị xuống dưới đất sâu á. Quẹt gì á. Anh ơi, cái bữa chú đi á, bữa cuối cùng mà chú đi á, chú có nói gì với gia đình với anh vậy? Không, ổng đi rồi, ăn cơm rồi. Con ở nhà đi. Là ráng ăn cơm đi, ăn cơm nước ổng bới lên trên bàn cho sẵn, trên bàn này nãy đó. Ừ, con xuống bộ giặt con lần dùng xuống ăn đi. Cha đi à. Giống như cái lời chăn trấu vậy đó chú. Chắc vậy nữa. Bởi vì nhiều khi mình nghĩ nó đơn giản. Thì... rồi ổng dặn vậy mình cũng nghe lời ổng, có lần về xuống ăn cơm đi nghe, để cha đi bắt ơi có gì lương có gì mà ai ngờ đâu ổng đi là đi bữa nay đi luôn đứt ruột luôn quý vị ơi. Đó cái hoàn cảnh khó khăn, chồng chất lại thêm chồng chất nữa, một trụ cột ra đi mãi mãi, không có anh thì không còn sức lao động. À, mẹ thì già, đó thì còn có một trụ cột thôi, đã ra đi vĩnh viễn như vậy đó cô chú. Đó, thấy đứt cuộc mình không cầm được nước mắt trong những cái giờ phút này. Đó thì thứ năm này thì cũng đưa chú vào chùa Lộ Mới ra đi vĩnh viễn rồi. Đó thì anh thì không có lại lao động gì nổi hết, đi còn không vững nữa mà làm cái gì quý vị. Đó. Mày hàng xóm nào qua tiếp người ta chân hết quý vị. Đó. Ở đây cũng xã Lâm Tân, ấp Kiết Lập 2 ha. Đó, thì ở đây cũng huyện Thanh Trị. Đó, nằm trong huyện Thanh Trị, cũng kế chùa Lộ Mới thôi quý vị. Đó, thì Thắng Miền Tây cũng nói thẳng luôn. Chứ mình không có giấu, mình đi làm từ thiện đâu, mình không giấu. Mình giúp không được nhiều thì cho bà con, cô bác, anh chị em làm thiện nguyện YouTube khác vô đây quay giúp đỡ thôi. Chứ mình không có kiểu mà giấu địa chỉ gì, địa gì đâu quý vị ơi. Đó. Mình làm phước mà, chứ đâu phải đợi cần gì giấu, giúp nhiều người thì càng tốt chứ có sao đâu. Đó. Nào, mấy ông cũng chuẩn bị rồi bây giờ, đó mấy ông cũng chuẩn bị ha. Đây thì hôm nay thì Thắng Miền Tây cũng thay mặt một anh đó cũng cho mình đi làm thiện nguyện, cũng gửi dùng anh có thấy hoàn cảnh là khó khăn. Thì Thắng Miền Tây đến đây thấy cái gia cảnh này thật là đau thương, chuyện mất mát rất là to lớn. Thì hôm nay Thắng Miền Tây cũng đại diện anh để trao cho bà 1 triệu hả bà. Cái này của ít lòng nhiều. Đó thì không có nhiều, đắp được nhiều thì giúp. Đó thì mong dạ. Không, cái này người ta cho em để em thấy hoàn cảnh nào khó em cứ giúp thôi. Đó thì rồi, dạ con cũng cảm ơn nhé. Mong là cái clip này gửi đến cô chú Mạnh Thường Quân ở nước ngoài nữa,
người ta có thương bà người ta gửi nữa, con tiếp tục đem lại đây để trao cho bà. Đó thì con cũng xin phép bà về ha. Tới đây cũng thắng miền Tây cũng xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà một ngày mới thật ăn lành, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Gặp nhiều may mắn trong công việc, ăn một cái Tết thật là đầm ấm và hạnh phúc. Thì thắng miền Tây đến đây cũng chia buồn cùng gia đình đã xong. Thì thắng miền Tây xin khép video tại đây. Xin chào mọi người, hẹn lại video tiếp theo của thắng miền Tây.